Xin chào mọi người. Cái tập này nè, tập này là hôm qua 11 giờ khuya ra. Nói thật là ác nghiện lắm luôn á. Tính là cắm đầu dịch luôn á. Nhưng mà dịch luôn xong thu phải là tới 1 giờ sáng. Thì thôi, ráng nhịn. Tại vì ác cũng mót chuyện này mà. Nhưng mà thôi, khuya quá. Hôm qua 11 giờ khuya mới ra. Đến giờ này chưa ra tiếp nha. Thế là ác nghĩ chắc hay lắm là khuya này sẽ ra. Để ác kiểm tra thử coi. Không biết là giờ ra chưa. Bình thường là ra khoảng 10 giờ sáng. Chuyện này bình thường là ra 10 giờ sáng. Nhưng mà Chưa ra luôn đó. Coi như tập này hôm qua là 11 giờ khuya hôm qua ra. Mà đến giờ này rồi 7 giờ rưỡi rồi. Chưa ra nữa. Gần Tết cuối cùng là mấy cái ông tác giả này chán đời thiệt. À, Phú Đại Gia hôm nay không có nha. Mấy ngày liên tục rồi Phú Đại Gia không ra. Gần tuần rồi đó. Không ra. Át cảm ơn bạn Cương Lò. Bạn đã tham gia lại hút rốt hội viên ủng hộ Át. Đã hết tháng rồi bạn tham gia lại. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Trong thời gian này chờ Phú Đại Gia thì mọi người chịu khó nghe Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Chuyện đó cũng khá hay đó. Nhưng mà nó chuyên về tiên hiệp. Nó không có âm hưởng của hiện đại. Những bạn nào thích tiên hiệp thì bảo đảm là sẽ thích Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 3221 đến chương 3225. Lời nói của Hà Hoành Viễn đã làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sửng sốt. Bất cứ một ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn vậy mà thực sự sẽ đáp ứng điều kiện khuất nhục như thế. Nếu như Trần Gia thực sự muốn cùng Hạ Gia kết thông gia, thì Trần Gia cũng có tư cách tùy tiện từ nhà họ Hạ chọn lựa một nữ tử để kết thông gia. Như là bây giờ Trần Gia đã nói rõ ràng chỉ muốn nhận thê thiếp. Hạ Gia nói thế nào cũng là gia tộc giàu nhất tại Trung Châu. Đã lúc nào nữ tử của Hạ Gia vậy mà luân lạc tới mức phải đi làm tiểu thiếp cho người khác rồi đâu chứ. Ông nội Hà Hà sắc mặt một trận trắng bệch, giữa chân lảo đảo một cái, không kiềm chế được mà lui lại mấy bước, mặt mũi đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Trần Hải Châu cùng Trần Dương nghe được lời nói của Hà Hoành Viễn, về sau bước chân dừng lại, hai cha con quay đầu. Trần Hải Châu nhìn xem Hà Hoành Viễn, cười lớn nói ra: không hổ là gia tộc giàu nhất Trung Châu, quả nhiên là có quyết đoán. Trần Dương trong mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn về phía Hà Hà. Vừa rồi thời điểm Trần Hải Châu muốn dẫn hắn rời đi, trong lòng hắn còn đang phi thường thất vọng, nhưng lại không nghĩ rằng vào thời khắc mấu chốt Hà Hoành Viễn vậy mà đáp ứng. Hà Hoành Viễn vừa cười vừa nói: Trần gia thế nhưng là hào môn đỉnh tiêm đến từ cổ võ hạ giới. Hạ gia chúng ta chẳng qua cũng chỉ là gia tộc giàu nhất Trung Châu. Tại trước mặt Trần gia, Hạ gia chẳng là cái gì cả. Nếu là có cơ hội có thể cùng Trần gia kết thông gia, đây là vinh hạnh của Hạ gia chúng ta. Trần Hải Châu trong mắt đều là vẻ hài lòng, cười hiếp mắt nhìn chằm chằm Hạ Hoành Viễn nói ra: Hạ gia chủ, người rất không tệ. Ta đại diện cho Trần gia tuyên bố, kế từ hôm nay Hạ gia chính là bằng hữu của Trần gia chúng ta. Nói xong hắn vung tay lên đưa xính lễ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy võ giả với khí tức cường đại cầm theo các loài vật phẩm của cổ võ hạ giới đi lên phía trước. Linh thạch hạ phẩm 1.000.000 viên, đan dược nhất phẩm cao cấp 10 viên, đan dược nhị phẩm cao sơ cấp 2 viên, linh khí cấp thấp 3 món. Nhìn xem Trần gia liên tiếp mang tới xính lễ, Hà Hoành Viễn mặt mũi đều là tràn đầy nụ cười. Những người khác của Hạ gia cũng đều là một vẻ mặt tràn đầy kích động. Trời ạ, đây chính là hào khí của thế gia đỉnh tiên đến từ cổ võ hạ giới hay sao? Ta nghe nói với 100 viên linh thạch hạ phẩm liền có thể để cho một người bình thường giới thế tục trở thành một võ giả. Ở giới thế tục, giá trị của một viên linh thạch hạ phẩm đã bị hét giá lên đến 1.000. Vậy 100 vạn linh thạch hạ phẩm kia chẳng phải là có thể đổi lấy 1 tỷ tại giới thế tục hay sao? Như thế này thì đáng là cái gì chứ? Chẳng lẽ người không nghe thấy còn có 10 viên đan dược nhất phẩm cao cấp, 2 viên đan dược nhị phẩm sơ cấp hay sao? Ở giới thế tục,
một viên đan dược nhất phẩm đã được bị hét giá lên 100 triệu. Về phần một viên đan dược nhị phẩm sơ cấp, tức thì đã bị hét lên tới 1 tỷ. Trình Gia đưa đan dược cho Hạ Gia chúng ta trị giá đã lên tới 3 tỷ rồi đó. Chủ yếu nhất chính là lại còn có 3 món linh khí cấp thấp. Nghe nói chỉ có tại những nhà đấu giá hàng đầu mới thể được xem như bảo bối chủ chốt. Trước đây mấy ngày, tại một nhà đấu giá hàng đầu của Trung Châu, một món linh khí cấp thấp liền đưa ra giá khởi điểm là 2 tỷ. 3 món linh khí cấp thấp này chính là 6 tỷ đó. Nói cách khác, Trần Gia đưa ra sính lễ đã giá trị lên tới 10 tỷ. Mở chốt nhất chính là những vật này ở giới thế tục là có tiền mà không mua được. Có được nhiều bảo bối của cổ võ hạ giới như vậy, tiền đồ của Hạ Gia chúng ta tương lai sáng lạng à. Sau khi người của Hạ Gia thấy được lễ vật của Trần Gia đưa tới, từng người mặt mũi đều là tràn đầy kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào sính lễ mà võ giả Trần Gia đưa lên. Trần Hải Châu cùng Trần Dương, hai cha con, nhìn xem người nhà Hạ kích động không thôi, sâu trong đáy mắt hai người đều tràn ngập vẻ xem thường nồng đậm. Bọn hắn đưa tới những vật này, đối với người giới thế tục mà nói đều là bảo bối. Nhưng là đối với bọn hắn, loài người của gia tộc đỉnh tiêm cổ võ giới này mà nói lại là thứ rác rưởi không cần nhìn đến. Cho dù là 1 triệu viên linh thạch cũng không tính là cái gì. Với những thứ rác rưởi này lại được người của Hạ Gia xem như bảo bối trân quý. Trần Hải Châu cười híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Hoành Viễn nói ra. Hạ gia chủ, đối với sính lễ mà Trần gia chúng ta đưa ra, có thể hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng, ta sẽ sai người gửi thới tứ tốt hơn. Hạ Hoành Viễn liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Trần gia chủ đưa ra những sính lễ này, đối với Hạ gia chúng ta mà nói, quả thực chính là bảo bối. Đã đủ nhiều rồi, Hạ gia chúng ta sao lại dám không biết đủ được chứ? Trần Hải Châu vừa cười vừa nói. Hạ gia chủ hài lòng là được rồi. Lập tức ánh mắt Hạ Hoành Viễn nhìn về phía Hạ Hà, mở miệng nói ra. Tiểu nghệ, còn không đến bên người Trần công tử hay sao? Hai mắt Hạ Hà đỏ bừng bừng, mặt mũi đều là tràn đầy ủy khuất, nghiến chặt hàm răng nói ra. Gia gia, cháu không đồng ý gả vào Trần gia, đồ hỗn trướng, mày vừa nói cái gì? Nụ cười trên mặt Hạ Hoành Viễn lập tức cứng đờ, mặt mũi đều là tràn đầy tức giận, hai mắt trợn trừng trừng nhìn Hạ Hà quát lớn. Hà Hà nhìn xem Gia Gia vô cùng phẫn nộ, trong lòng tràn đầy bi thương. Nàng biết nếu là Hà Hoành Viễn ra lệnh, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi. Nói một cách khác, nàng hôm nay nhất định phải đi theo Trần Dương rời đi. Thế nhưng là cứ như vậy mà để cho nàng đi theo một người mình không thích làm tiểu thiếp, nàng làm sao lại cam lòng được chứ? Hà Hà một vẻ mặt kiên định nói ra. Gia Gia, cháu cho dù phải chết cũng sẽ không đi làm tiểu thiếp cho người khác. Trong mắt Hạ Hoành Viễn lóe lên một tia u tàn, cố nén lửa giận nhìn chằm chằm Hà Hà. Trần Hải Châu cười híp mắt ra. Hạ gia chủ, xem ra nữ tử Hạ gia của ngươi không cam tâm gả cho nhi tử ta làm tiểu thiếp à? Hạ Hoành Viễn mi mắt hơi nhúc nhích một chút, vừa gần nói. Trần tiên sinh bất giận, chỉ cần là nữ nhân mà Trần công tử coi trọng, bất kể là ai đều sẽ trở thành tiểu thiếp của hắn. Nói xong, hắn dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hà Hà, mặt mũi đang tràn đầy quyết tâm cùng quật cường, lạnh lùng nói. Hà Hà, mày có biết kết cục của việc làm trái mệnh lệnh của tao sẽ là cái gì hay không? Hai mắt Hà Hà đỏ bừng nói ra, Gia Gia đem cháu đón về Hạ Gia, còn không cho cháu cùng bất luận bằng hữu nào khác phái tiếp xúc, chính là vì đem cháu đưa cho cổ võ thế gia, đem đổi lấy lợi ích cho Hạ Gia, đúng hay không? Hà Hoành Viễn gần như nghiến răng gầm lớn, Hà Hà! Hà Hà, nước mắt không thể khống chế chảy ra, nức nở nói. Nếu Gia Gia không phải thật tâm muốn đón tôi trở về Hạ Gia, vậy từ hôm nay trở đi, tôi liền cùng Hạ Gia ân đoạt nghĩa tuyệt. Mày, đừng vọng tưởng. Hà Hoành Viễn phẫn nộ, trừng mắt nhìn Hà Hà nói ra. Trong cơ thể của mày đã chảy dòng máu Hạ Gia chúng tao, vậy cả đời này chết đều là người của nhà họ Hạ. Tao, thân là gia chủ Hạ Gia, có quyền quyết định hôn nhân của mày. Hôm nay mày nhất định phải cùng Trần công tử rời đi. Nếu không, đừng trách tao không nghĩ tới tình cảm. Đừng quên, mẫu thân mày vẫn còn ở tại Hạ Gia. Nghe hắn nói ra lời này, sắc mặt Hạ Hà lập tức đại biến. Nàng minh bạch ý tứ của Hạ Hoành Viễn, đây là lấy mẫu thân của nàng uy hiếp chính mình. Hạ Hà một cái mặt khẩn trương nhìn xem Hạ Hoành Viễn nói ra.
Mẹ cháu là người vô tội, Gia Gia đừng làm tổn thương mẹ cháu. Hà Hoàn Viễn âm thanh lạnh lùng nói ra, đem người mang tới đây cho ta. Rất nhanh, một nữ tử trung niên tóc hoa râm bị người của Hạ Gia mang ra ngoài. Mẹ! Hà Hà nhìn thấy mẫu thân Lục Văn Tĩnh lập tức gấp gáp, hét lớn một tiếng, liền phải xông tới. Chỉ là Hà Hà còn không kịp tiến lên, liền bị người của Hạ Gia ngăn lại. Tiểu Hà! Lục Văn Tĩnh nhìn thấy Hà Hà bị ngăn cản, lập tức lo lắng, căm tức nhìn Hạ Hoàn Viễn nói ra. Người có chuyện gì cứ hướng về phía ta mà tới, chớ làm tổn thương tới nữ nhi của ta. Hà Hoàn Viễn lạnh giọng nói ra, ta tìm cho nữ nhi của ngươi một mối hôn sự tốt, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng đáp ứng vụ hôn nhân này, ta không chỉ sẽ không tổn thương tới nàng, sẽ còn trả lại tự do cho ngươi. Hết. Thật sự là mình không hiểu, trước đây mẹ của Hà Hà đã bị Dương Thanh ngộ sát rồi, chết rồi đó, nhưng tại sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện? Không lẽ cái chết của mẹ Hà Hà trước đây là giả sao? Thực sự là mẹ Hà Hà trước đây là đã chết rồi, mà cũng không biết tác giả là có ý gì. Kết cấu truyện từ trước đến giờ, nói thật là tác giả viết chặt lắm, rất chặt, không sơ hở. Nhưng mà thôi, mọi người cứ cùng mình đợi sau này coi lý giải, coi tác giả có lý giải trong những chương tiếp theo không. Chứ bây giờ nói thật là nhiều bạn thắc mắc mà mình cũng thắc mắc. Từ cách đây khoảng nửa tháng là có một tập là đã xuất hiện rồi. Là cái chi tiết đó là mình cũng động viên, có một vài bạn nhắn tin á, mình động viên là có thể là tác giả có ý gì đó, hoặc là mẹ Hà Hà chưa chết thật, nhưng vì một lý do gì đó thành ra lúc đó là đưa ra cái chết của mẹ Hà Hà. Còn bây giờ thì mẹ Hà Hà xuất hiện trở lại. Chúng ta cứ chờ xem đi.